Lâm Quỳnh xin được gửi lời chào thân ái nhất đến quý khán giả của Người Việt TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020. Sau đây, Lâm Quỳnh xin được sơ lược những bản tin đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Bệnh nhân COVID dễ lây nhất là khi bắt đầu thấy trong người không được khỏe. Giấc mơ làm bá chủ điện thoại thông minh của Huawei có thể sẽ bị Tổng thống Trump phá vỡ. Nhưng Huawei giữ nhiều nhất các bản quyền sáng chế 5G. Trong khi đó thì thị trường Nasdaq lên cao kỷ lục và Dow Jones lại kết thúc 6 ngày tăng liên tiếp và bản tin cuối cùng là bản tin của một người phụ nữ Việt Nam, con gái của thiếu tướng gốc Việt dấn thân phục vụ cộng đồng trong đại dịch Covid. Kính thưa quý vị và sau đây là là bản tin chi tiết. Bản tin đầu tiên trở lại với tình hình của COVID-19 thì chúng ta có một cái study cho biết là bệnh nhân COVID dễ lây nhất là khi bắt đầu thấy người không khỏe. Các cuộc nghiên cứu cho thấy bệnh nhân COVID lây cho người khác nhiều nhất lúc họ bắt đầu cảm thấy không khỏe và các chuyên gia của Tổ, tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho biết vào ngày 9 tháng 6. Những cuộc nghiên cứu sơ khởi của Đức và Mỹ cho thấy những người với với triệu chứng nhẹ có thể lây sang người khác trong vòng từ 8 đến 9 ngày và thời gian này có thể lâu hơn đối với những người bệnh nặng hơn. Bà Van Kerkh ngày 9 tháng 6 đã nói rõ là một số bệnh nhân dù không có triệu chứng nhưng vẫn có thể lây cho người khác. Bác sĩ Mike Ryan, chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của WHO nói, virus corona nằm sâu ở đường hô hấp uh, trên nên dễ lây từ những giọt nước li ti khi bệnh nhân nói, ho hay là bị hắt hơi hơn so với những virus liên hệ như là SARS hay là MERS vốn nằm ở phần dưới của bộ phận hô hấp. Ông uh, giải thích là có nghĩa nếu như mà chúng ta ở trong một tiệm ăn cảm thấy uh, rất là khỏe mạnh và bắt đầu bị sốt thì vẫn cảm thấy khỏe và không nghĩ là phải ở nhà, nhưng đó là lúc mà lượng virus của trong uh, trong người của chúng ta có thể khá cao. Ông giải thích như vậy. Tuy nhiên, cũng có một số nước cho thấy việc lây nhiễm có thể không chế xuống uh, mức có thể chấp nhận được hay là mức uh, số 0 như là ở New Zealand chẳng hạn, bác sĩ Ryan cũng uh, có nói về điều này kính thưa quý vị, trong khi đó thì giấc mơ làm bá chủ điện thoại thông minh của Huawei có thể sẽ bị tổng thống Donald Trump phá vỡ, nhưng Huawei vẫn giữ nhiều nhất các bản quyền sáng chế năm G. Tin từ Washington cho biết là Huawei muốn trở thành một công ty số 1 ngành điện thoại thông minh vào năm 2020, nhưng tổng thống Trump có thể đã chấm dứt giấc mơ đó của Huawei. Huawei đã đặt ra tham vọng rõ ràng trong một cuộc phỏng vấn với CNBC gần 2 năm trước là họ muốn trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới vào năm 2020. Tuy nhiên, một loạt các biện pháp của tổng thống Trump đã làm tổn thương Huawei và chấm dứt giấc mơ này. Tuy nhiên, về mặt bản kỹ thuật 5G thì theo một nghiên cứu gần đây, Huawei lại là công ty hiện đang nắm giữ nhiều bản quyền sáng chế kỹ thuật 5G nhất, bảo đảm việc công ty vẫn sẽ được trả tiền bất chấp việc chính quyền tổng thống Trump cố gắng đẩy họ ra ngoài chuỗi cung ứng. Hai công ty nghiên cứu Gray B Services và Amplify AI Inc. đã nghiên cứu các phát minh tiêu chuẩn 5G và khám phá ra rằng 6 công ty Huawei, Samsung Electrics, LG Electronic, Nokia OG, Ericsson AB và Qualcomm sở hữu hơn 80% tổng số bản quyền. Điều đó có thể gây khó xử cho chính quyền của tổng thống Donald Trump khi họ đang nỗ lực à, họ đang nỗ lực cấm vận Huawei trên toàn cầu. Chính quyền tổng thống Donald Trump đã đưa ra các biện pháp như là cấm bán silicon chứa chất xám của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến tham vọng phát triển các lĩnh vực 5G của Huawei. Việc xác định một công ty đang giữ bao nhiêu bằng sáng chế và mức độ quan trọng của chúng đối với các tiêu chuẩn của ngành sẽ giúp xác định ai thu lợi nhiều nhất từ kỹ thuật mới. Theo nghiên cứu dựa trên hồ sơ tranh chấp bằng sáng chế của Verizon Communications để trình lên tòa án thì Huawei đã thu được hơn 1.4 tỷ mỹ kim doanh thu bản quyền. Bước qua bản tin à, kế tiếp thì đây là một bản tin rất là sáng sủa cho à, nước Mỹ Nasdaq lên cao kỷ lục. Trong khi đó thì Dow Jones lại kết thúc 6 ngày tăng liên tiếp. Kính thưa quý vị, chỉ số Nasdaq Composite lên cao kỷ lục vào ngày thứ ba, 9 tháng 6, vượt qua 10.000 điểm lần đầu tiên trong khoảng thời gian ngắn giữa lúc nhà đầu tư gom cổ phiếu công ty công nghệ lớn. Theo đài CNBC đưa tin. Kết thúc ngày giao dịch thì Nasdaq tăng 0.29%, đóng cửa ở mức cao kỷ lục là 9.953.75 điểm. Giá cổ phiếu Amazon tăng 3%, Apple tăng 3.1%, Facebook thì thêm 3.1%, Netflix cũng tăng là 3.47%, còn công ty mẹ của Google là Alphabet tăng 0.28%. Trong khi đó, thì Dow Jones lại giảm 300.14 à, 300. điểm, tức là 1.09%, chấm dứt cho 6 ngày tăng điểm liên tiếp à, đóng cửa ở mức 27 27.272.30 điểm. S&P 500 thì rớt 0.78%. Hai hãng hàng không United và Delta mỗi hãng giảm hơn 7.5%, hãng du thuyền Carnival rớt 7.5%, còn hãng Royal Caribbean thì giảm 10.1%. Theo nhà đầu tư thì thị trường chứng khoán tăng nóng trong hai tháng vừa qua phần lớn là nhờ họ tin tưởng vào nền kinh tế Mỹ mở cửa trở lại cũng như là một loạt chương trình hỗ trợ của chính phủ. Các chuyên gia cho rằng những đợt chứng khoán tăng điểm gần đây nhất là do có nhiều dấu hiệu kinh tế hồi phục như là báo cáo việc làm tuần trước tốt hơn nhiều so với mong đợi. Hôm thứ Sáu, thì Bộ Lao động công bố Mỹ có thêm 2.5 triệu việc làm trong tháng 5, một con số kỷ lục. Trước đó, thì một số chuyên gia kinh tế được Dow Jones phỏng vấn dự đoán số việc làm sẽ giảm hơn 8 triệu và kính thưa quý vị bản tin cuối cùng của ngày hôm nay là tin của một người con gái à, dòng máu Việt cô à, là một người không xa lạ vì cô là con gái của thiếu tướng gốc Việt kính thưa quý vị một thiếu nữ gốc Việt ở Mỹ đang theo đuổi một công việc mà không phải cô gái nào trạc tuổi của cô cũng có thể làm được từ hơn một năm nay, mỗi tuần ít nhất là 12 tiếng, cô Christine Flora đã tình nguyện tham gia hoạt động ứng phó với các tình huống khẩn cấp y tế từ các cuộc gọi cấp cứu 911. Có khi cô được giao nhiệm vụ lái xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến bệnh viện hay các cơ sở y tế. Nữ sinh viên đại học 19 tuổi cho biết cô theo đuổi công việc này đã hơn một năm nay tại đội cứu hộ Charlottesville, một đội cứu hộ tình nguyện đặt tại thành phố Charlottesville của bang Virginia. Và trong khi dịch virus corona lây lan thì khiến nhiều người trở nên dè dặt hơn với các hoạt động tình nguyện, Christine tiếp tục dấn thân phục vụ cộng đồng. Christine cho biết tinh thần phụng sự phụng sự công chúng của cô xuất phát từ mong muốn theo đuổi ngành y trong tương lai và cô cũng được truyền cảm hứng từ chính tấm gương của bố là không ai xa lạ đó là ông Lập Thể Flora một thiếu tướng gốc Việt trong lục, trong lục quân Hoa Kỳ được cộng đồng người Việt biết tới rộng rãi với tên gọi là Châu Lập Thể Hiện cô Christine đang là một AIC tức là Attendant in Charge là một người đang huấn luyện chuyên môn để chịu trách nhiệm chính cho việc cung cấp chung chăm sóc y tế khẩn cấp. Ngoài ra, cô còn đảm nhận nhiệm vụ lái xe cấp cứu cũng như là giúp huấn luyện những thành viên khác. Đó là một tấm gương sáng của người Việt Nam. Lâm Quỳnh chúc cho Christine thật là thành công trên bước đường tương lai của em. Kính thưa quý vị và đó là bản tin cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày bình an và xin được hẹn gặp lại quý vị trong buổi sáng ngày mai.